Trẻ bị rối loạn tiêu hóa thì chúng ta sẽ phải xử lý như nào và nên ăn những cái gì? Thì đây cũng là vấn đề mà rất nhiều bà mẹ quan tâm, các bạn không ạ? Thì tiêu hóa là cái gốc của vấn đề. Bạn muốn con bạn tăng cân thì hệ tiêu hóa phải tốt. Bạn muốn con bạn tăng chiều cao thì hệ tiêu hóa phải tốt. Bạn muốn con bạn thông minh, hệ tiêu hóa càng phải tốt. Và bạn muốn con bạn ít ốm đúng không? Khỏe mạnh thì hệ tiêu hóa lại càng phải tốt. Như vậy tất cả đều bắt nguồn từ hệ tiêu hóa, có phải không ạ? Vậy là các bạn muốn gì ạ? À, con mình ăn ngon, ngủ kỹ, phát triển tốt và da dẻ hồng hào, nghịch ngợm, khỏe mạnh đúng không? Thì hệ tiêu hóa là cái gốc, tại vì đó là cái nơi mà nó cung cấp dinh dưỡng đi nuôi toàn bộ cơ thể, nuôi sức đề kháng, nuôi cái sự phát triển não bộ, nuôi chiều cao và nuôi cái sự khỏe mạnh của đứa trẻ. Thì rối tiêu hóa đấy nó có mấy cái kiểu như này. Thứ nhất là bé bị táo bón, đúng không? Thứ hai là bé phân nó cứ nhầy nhụa, nó cứ xấu, nó cứ đi xì xoạch nhiều lần trên một ngày đấy, đúng không ạ? Và thứ ba là tiêu chảy nhá, có ba cái như vậy thôi. Và ba cái này nó đều ảnh hưởng đến phát triển của trẻ, và nếu như bạn không chăm tiêu hóa, không xử lý tận gốc ấy, thì nuôi con cực kỳ vất vả, suốt ngày nó ốm nó giật dẹo, tại vì có dinh dưỡng đâu mà khỏe. Tại vì 75% các cái tổ chức lympho ngoại vi nằm ở hệ tiêu hóa, là cái nơi nó sản xuất ra các kháng thể, phải không ạ? Cách xử lý như nào trong từng các cái bệnh như này? Đầu tiên là nếu em bé bị táo bón thì nó có cái kiểu như này: một là táo bón mới bị một vài tuần gần đây thôi, thứ hai là bị táo bón mãn tính, đúng không ạ? Táo bón mãn tính. Thì riêng cái phần táo bón này thì trên kênh YouTube của Trung Minh Đạt, Trung tâm Sức khỏe Nhi khoa, bác có hẳn một cái phác đồ đúng không, là 7 bước điều trị táo bón triệt để, và hầu như tất cả các cái trường hợp táo bón chức năng ấy đều khỏi, còn bạn sẽ khỏe mạnh ngay lập tức nếu như bạn áp dụng đúng cái phác đồ này nhá. Thứ hai là bị sống phân. Những em bé bị sống phân ấy là thường là gì ạ? À, tiêu hóa nó kém, là bị trong quá trình trước đó bé đi nhỏ rota này, hoặc là trước đó bé bị bất dung lạc, hoặc là quá tải lactose mà mình không biết, hoặc là sau một đợt bé bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa và bé đi xì xoẹt nhiều lần, tức là mình dùng kháng sinh rồi nhưng mà mình không biết xử lý, và bây giờ nó diễn ra tình trạng nó bị phân xô được kéo dài. Thì trong trường hợp này chúng ta phải xử lý như thế nào? Mình nghe kỹ này. Việc đầu tiên này, mình sẽ phải đi xét nghiệm phân lại xem là bạch cầu nó có mấy cộng. Nếu mà một cộng thì chưa vấn đề, nhưng bạch cầu mà 2 cộng, 3 cộng, tức là bé có nguy cơ bị nhiễm khuẩn, thì trước tiên mình phải dùng kháng sinh đã nhá, dùng cái cetirizine cho bác Đạt nhá. Đấy, để làm sao ạ? Để giải quyết cái vấn đề nhiễm khuẩn. Và sau đó này, hãy nhớ này, hãy dùng ngay men vi sinh cho con bạn. Được chưa? Men vi sinh nhá. Men vi sinh phải là men vi sinh bao kép, men vi sinh bao kép zombie. Đấy, đây. Tại sao nó phải bao kép mà không phải là men thường? Men thường đi vào dạ dày ấy, thì nó bị chết bởi axit, tại vì men vi sinh là bổ sung lợi khuẩn. Bản chất của nó là gì ạ? À, là probiotic. Các bạn hiểu không ạ? Nó là probiotic, nó là vi khuẩn. Nó sẽ bị chết bởi axit dạ dày. Nó sẽ bị chết bởi kháng sinh mà mình đã dùng để điều trị trước đấy. Nên là phải dùng cái bao kép này. Bao kép là gì ạ? Ví dụ con lợi khuẩn nó giống như là cái này. Thì bao kép là gì ạ? À, công nghệ, technology đúng không? Bio bao lại 2 lớp như này. Đấy, và khi đến dạ dày ý, thì nó sẽ không bị chết bởi axit dạ dày, của nó xuống ruột non, xuống ruột già, nó nở ra, nó giải phóng lợi khuẩn và nó hiệu quả. Thì cái men Zimbi này sử dụng công nghệ bao kép để cho tỷ lệ lợi khuẩn sống là trên 96%, nó mới hiệu quả, được chưa? Và men vi sinh này với em bé bị sống phân, đấy, bị sống phân dài ngày ý, là phải dùng từ 6 tháng đến 1 năm. Và rất nhiều nghiên cứu trên thế giới chỉ rằng men vi sinh dùng cho tiêu hóa nó chỉ có tốt thôi, và nó không gây lệ thuộc, và nó không gây bất kỳ vấn đề sức khỏe cả, có thể an toàn dùng tận 12 tháng tuổi, được chưa? Đấy. Thì với những bé mà bị rối loạn tiêu hóa nhá, đấy, thường thường trên 1 tuổi đúng không, thì các bạn dùng 2 đến 3 gói một ngày, cứ như vậy, được chưa? Đấy. Thứ hai là các bạn dùng kẽm. Tại sao phải dùng kẽm các bạn? Chúng ta phải dùng kẽm tại vì khi mà bé nó bị rối tiêu hóa ấy, thì cái nhung mao và vi nhung mao đường ruột, tức là cái tế bào niêm mạc đường ruột điện, nó bị yếu, nó bị chết, và cứ 3 đến 5 ngày thì nó sẽ thay một tế bào mới, thì mình phải bổ sung kẽm cho nó. Tại vì kẽm nó kích hoạt cái quá trình sao chép ADN, vì nó liên quan đến các enzyme để nó gì ạ? À, nó sản sinh ra các cái tế bào niêm mạc ruột khỏe mạnh và đúng quy trình hơn nhá. Thì cái kẽm này các bạn sẽ dùng dự phòng, được chưa, là khoảng 3 mg một ngày, và dùng liên tục đến 3 tháng, liên tục như vậy nhá, liên tục như vậy. Nếu như mà bé bị rối tiêu hóa ấy, thì trong 15 ngày đầu tiên
với bé trên 1 tuổi nhé, với bé từ 6 tháng trở lên, nếu như bé bị dối tiêu hóa thì trong 15 ngày đầu tiên thì bạn dùng cho bắt đầu là 20 mg nguyên tố trên một ngày, và sau 15 ngày, ngày thứ 16 ngày thì bạn giảm xuống là gì ạ, còn 30 mg nguyên tố thôi, và dùng liên tục đến 3 tháng, được chưa, đảm bảo nó sẽ hiệu quả. Cái thứ ba nữa là bạn phải gì ạ, phải dùng cái Zimbi Spring này. Đây là cái chất xơ, cái nguyên liệu được nhập khẩu từ châu Âu. Đấy. Và cái nguyên liệu này làm gì ạ? Để nó là thức ăn cho lợi khuẩn, cho cái men vi sinh bao kép Zimbi đấy, là lợi khuẩn, để nó có thức ăn nó ăn. Và khi có thức ăn nó ăn thì nó mới phát triển, để nó kìm hãm các cái vi khuẩn gây hại nhá. Nó kìm hãm vi khuẩn gây hại thì khi đó nó mới làm sao? Nó mới nhanh khỏe mạnh được tiêu hóa. Đấy là về mặt bảo vệ được tiêu hóa. Thứ ba nữa là gì ạ? Với dinh dưỡng như nào ạ? Phải ăn những cái đồ gì ạ? Ăn chín uống sôi. Không được ăn những cái đồ sống, những cái đồ ôi, đồ thiêu, đúng chưa? Đấy. Và cái đồ dễ tiêu hóa. Đấy, ban đầu mình có thể cho bé ăn cháo, ăn súp, đúng không? Tại vì tiêu hóa nó mới kém ấy, thì các cái enzyme tiêu hóa nó ít, nên là mình ăn những cái đồ dễ tiêu hóa trước, và sau đó mình tăng dần lên và ăn ít một, đừng ăn nhiều, ăn no quá nhé. Chia nhiều bữa nhỏ. Đấy, cứ như vậy thì chắc chắn con bạn sẽ khỏi vấn đề gì ạ? Bị sống phân nhé. Thứ ba nữa là vấn đề tiêu chảy ở đây. Thì tiêu chảy ở đây thì nó có thể là do nhiễm khuẩn hoặc là do rotavirus. Nhưng mà do virus thì là miệng nôn trôn tháo. Thì cái bệnh này, đúng không? Thì bạn cũng có riêng một cái video ở trên kênh YouTube rồi. Đó là tiêu chảy do rotavirus. Các bạn xem video đó nhé. Còn tiêu chảy nhiễm khuẩn như nào ạ? Cái nhận biết này, phân của nó đi nhầy, đi máu, mùi rất là khẳng. Thì trong trường hợp này bạn phải dùng kháng sinh và dùng cái men Zimbi và dùng kẽm, dùng Zimbi Spring. Đó là các sản phẩm để hỗ trợ để điều trị, làm nó sẽ khỏi cái khác nhé, được chưa? Để lên cách xử lý trong từng cái dụng tiêu hóa như thế này. Cách chăm sóc hệ tiêu hóa của bé như thế nào để cho bé không bị dụng tiêu hóa, không bị táo bón, không bị sống phân, không bị tiêu chảy, thì đây mới là một chút vấn đề, đúng không? Thì chăm sóc tiêu hóa rất đơn giản các bạn nhé. Thì bằng cách là gì ạ? Chúng ta sẽ bổ sung cái men vi sinh Zimbi dự phòng hàng tháng. Ví dụ chúng ta sẽ bổ sung một đợt là 3 tháng và sau đó mình nghỉ một tháng và sau đó mình bổ sung tiếp. Mình cứ như vậy mỗi năm khoảng 2-3 đợt để giúp cho cái hệ vi sinh luôn luôn khỏe mạnh. Và bên cạnh đó mình phải cung cấp thức ăn cho lợi khuẩn, đó là cái Zimbi Spring nhé. Đấy, đó là cách chăm sóc hệ tiêu hóa. Các bạn phần nào đó mà chưa rõ thì có thể comment ở đây, đúng không? Đấy, thì bác Đạt sẽ trả lời tất cả các câu hỏi của các bạn. Và đừng quên subscribe kênh YouTube bác Đạt nhé. Trên kênh có hơn 1.000 video, đó là các phác đồ, các hướng dẫn mà bác hỗ trợ cho hàng trăm ngàn bà mẹ nuôi con tốt này, tiêu hóa khỏe mạnh và không lạm dụng kháng sinh. Các bạn tiết kiệm rất là nhiều tiền bạc và thời gian. Xin chào bạn và chúc các bạn chăm sóc hệ tiêu hóa của con bạn giống như chăm sóc cái sắc đẹp của mình nhé.